nằm cách Vũng Tàu 97 hải lý và cách thành phố Hồ Chí Minh 120 hải lý, côn đảo đẹp tựa viên ngọc quý tỏa sáng giữa đại dương với khí hậu ôn hòa, khung cảnh thiên nhiên, biển sừng hùng vĩ. Chung tay vào hành trình gìn giữ viên ngọc xanh côn đảo nói riêng và vẻ đẹp các vùng vịnh biển Việt Nam nói chung, Hoa hậu môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động góp phần làm hòn đảo nhỏ này xanh hơn, đẹp hơn, với khát khao đưa hình ảnh Việt ra bạn bè quốc tế. Câu chuyện sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sở hữu chiều dài bờ biển 3.260 km, Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có chỉ số cao nhất về chiều dài bờ biển so với diện tích lãnh thổ. Trải dài phía đông đất nước hình chữ S xinh đẹp là muôn hình vạn trạng những bờ biển xanh tươi, trì rào sóng vỗ. Nằm cách Vũng Tàu 97 hải lý và cách thành phố Hồ Chí Minh 120 hải lý, côn đảo đẹp tựa viên ngọc quý tỏa sáng giữa đại dương với khí hậu ôn hòa, khung cảnh thiên nhiên biển rừng hùng vĩ. Sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, giao hòa đất trời. Từ xa xưa, côn đảo được biết đến là vùng đất lành chim đậu. Người Việt ra đây sinh cơ, lập nghiệp hàng bao đời. Nhiều sử tích, truyền thuyết thiêng liêng về nơi đảo ngọc hoang sơ nhưng cũng đầy lãng mạn. Nhắc đến côn đảo, người Việt còn tưởng nhớ về một thời kháng chiến hào hùng nhưng cũng đầy đau thương. Có lẽ không có nghĩa trang nào ở Việt Nam lại đặc biệt như ở nơi này. Nghĩa trang Hàng Dương luôn đông người viếng cho đến tận 21 giờ đêm, nghi ngút hương khói từ các khách thập phương thăm viếng, ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đi trước, những người chiến sĩ cách mạng, chí sĩ yêu nước anh hùng đã nằm xuống. Hội truyền thống và các hoạt động tôn giáo thường xuyên được tổ chức, tạo nên không khí linh thiêng và trang nghiêm. Việc kết hợp giữa tâm linh và văn hóa tạo nên một bức tranh độc đáo, đặc trưng nơi đảo thiêng, thúc đẩy ngành du lịch tâm linh phát triển ở côn đảo. Vẻ đẹp bí ẩn nhưng không kém phần lãng mạn, giúp côn đảo nhận được hàng loạt giải thưởng ấn tượng. Những hành động thiết thực để phát triển du lịch mà vẫn bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học ở côn đảo được các cấp lãnh đạo và người dân tích cực thực hiện. Nhiều loại hình du lịch sinh thái, du lịch kết hợp với bảo vệ thiên nhiên, động vật quý hiếm được triển khai tại nơi đây như hệ thống lọc nước uống tại các khách sạn, thực hiện ngày thứ bảy giỏ lễ xanh, làm gương với giỏ lễ không có hàng mã, không mút xốp, không nhựa dùng một lần, không túi ni lông của Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo. Là một người trẻ yêu côn đảo, lại được côn đảo chọn làm đại sứ văn hóa, du lịch và môi trường côn đảo năm 2023, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà cảm kích trước những sáng kiến đang góp phần làm hòn đảo nhỏ này xanh hơn, đẹp hơn. Sáng kiến giỏ lễ xanh xứng đáng được tôn vinh như một hình ảnh kiểu mẫu, vừa giữ gìn truyền thống biết ơn với người đã khuất, vừa hài hòa và chăm sóc môi trường sống của người dân địa phương. Sự chân thành về tâm linh càng thêm phần ý nghĩa và giá trị với nơi này khi người đi cúng hiểu và tôn trọng môi trường nơi đây. Hiếm có điểm đến du lịch nổi tiếng nào nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiêm khắc để giảm thiểu các loại nhựa dùng một lần như côn đảo.
để làm được điều này là cả sự chung tay của chính quyền, người dân, doanh nghiệp và đặc biệt là từ phía du khách thăm đảo. Với những hành động thiết thực, giờ đây cả Côn Đảo đang thực hiện đồng điệu nhiều việc cùng lúc để giữ gìn sự đa dạng sinh học, vẻ đẹp cũng như sức khỏe của hòn đảo. Chung tay vào hành trình giữ gìn viên ngọc xanh Côn Đảo nói riêng và vẻ đẹp các vùng vịnh biển Việt Nam nói chung, Thanh Hà đã không ngần ngại đón nhận trọng trách với khao khát đưa hình ảnh Việt ra bạn bè quốc tế. Tất cả sẽ có trong quyển sách đầu tay Hào quang trên vương miện xanh mà cô theo đuổi trong suốt 2 năm vừa qua trong vai trò Hoa hậu môi trường.